Ban chấp hành Đảng Bộ thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị lần thứ 24. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, chủ trì hội nghị. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu Ban chấp hành Đảng Bộ thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu GRDP tăng gấp 1,3 lần so với cả nước và hoàn thành nhiệm vụ thu 285.000 tỷ đồng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố. Đồng chí Vương Đình Huệ cũng yêu cầu nhanh chóng đưa các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại hội nghị Hà Nội 2020 hợp tác đầu tư và phát triển vào triển khai để tạo sức bật mới cho tăng trưởng, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân và ngân sách nhà nước. Về nhiệm vụ chuẩn bị đại hội đảng các cấp, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu các quận huyện, thị, trực thuộc thành ủy tổ chức đại hội, bảo đảm chất lượng tiến độ. Bên cạnh đó cần tập trung hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị và các văn kiện trình đại hội 17 Đảng bộ thành phố.